phim. Tối nay làm thêm. Tối nay tụi tao đi nguyên đêm. Dân ga với mấy cái còi bim bim. Giống như mấy anh em trong phim. Tối nay làm thêm. Tối nay đường tối bởi vì khối bay. Lối này rắc rối đi vào khỏi chạy. Nói bậy là tội bị đánh đến mỏi tay. Chắc chắn với hắn ngày mai hắn khỏi dậy. Đèn xe bon chen bên ngoài ban công. Bèn nghe thằng bạn hỏi mày sang không. Tóm lại băng nhóm bên này đang đông. Túm lại dư sức đưa thằng kia sát xong. Phố phường đổ xô hôm nay có chuyện lớn. Bố nhường xe bố cho con ra huyện lớn. Ông già ông lại bắt đầu khuyên lớn. Bắt đầu la bắt đầu chửi chỉ làm tôi điên hơn. Tối nay tụi ta đi nguyên đêm mà. Nhân ra bớt mấy cái còi bim bim mà. Giống như mấy anh em trong phim mà. Tối nay làm thêm. Tối nay tụi ta đi nguyên đêm mà. Nhân ra bớt mấy cái còi bim bim mà. Giống như mấy anh em trong phim mà. Tối nay làm thêm. Bước ra ngoài ánh sáng tụi tao được gọi là diện cho màn đêm. Xã hội bất công thì đừng có hỏi tại sao con người ngày càng làm càng hơn. Mày đừng có bóc phét khi con nít còn biết hét. Chúng mày viết thật sót phét đó lần nữa họ biết hết. Vì mày biết họ không ngớ nên mày dùng cách bắt bớ. Đập người ta mày vô cớ. Quay sự thật thì đâu hả? Tụi tao viết để cao bay. Nếu mày cao thì tao bay. Nhạc tao thăng niên bay cao. Họ làm sao không bao hay. Lớp sự thật mày cao tay. Và cái mặt mày tay tao. Nó tới chắc mày lay xa. What the power. Thứ mà tao vẫn ước là cùng chỉ vì cho ngày sau. Vì nếu tụi mày già điếc thì để tao viết thêm vài câu. Khỏi cần phải lời giải thích vì họ cũng biết mày là sao. Hành động nó sẽ chứng minh với những cái thứ mày làm sao. Tối nay tụi ta đi nguyên đêm mà. Nhân ra bớt mấy cái còi bim bim mà. Giống như mấy anh em trong phim mà. Tối nay làm thêm. Tối nay tụi ta đi nguyên đêm mà. Nhân ra bớt mấy cái còi bim bim mà. Giống như mấy anh em trong phim mà. Tối nay làm thêm. Cuộc sống ổ chưa chừng nào sẽ kết thúc. Dòng sông biển gồng khi nào thì đến lúc. Bánh xe nặng gánh làm bánh như đứt hơi. Cánh tả mặt lạnh nói rằng đã đến đây. Đi vào trong với tư cách là thằng đàn ông. Hai bên hông anh em rất là đông. Tướng rất là ngông, tôi nói là tướng rất là ngông. Và tôi hỏi phải thằng này không phải thằng này không phải thằng này không phải thằng này không phải thằng này không.